Trước đây, những đối tượng mua bán người thường phải tìm đến tận nơi để câu kéo dụ dỗ nạn nhân đi làm việc nhẹ lương cao. Còn trong thời đại công nghệ hiện nay, với sự phủ sóng rộng khắp của mạng xã hội, các đối tượng có thể ở một chỗ và chăng ra những cái bẫy tiếp cận mục tiêu từ xa, và không ít người đã bị sập bẫy, chịu cảnh khổ cực. Do nhu cầu tìm việc làm, hai thanh niên này đã tiếp cận các thông tin tuyển dụng qua trang tuyển dụng khu công nghiệp trên mạng xã hội Facebook, chuyên tìm người làm việc cho một công ty chuyên về game tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Với những lời mời chào về một công việc nhẹ nhàng, thu nhập hấp dẫn, cả hai nạn nhân đã được hướng dẫn và đưa qua cửa khẩu sang Campuchia làm việc ở một sòng bạc, nhưng không được trả lương và yêu cầu trả số tiền hàng trăm triệu đồng nếu muốn trở về Việt Nam. Tìm việc làm là nhu cầu chính đáng của mỗi người, nhất là với số lao động đến tuổi. Tuy nhiên, để phòng tránh rủi ro và nguy cơ trở thành nạn nhân của các đối tượng mua bán người, khi nhận được lời mời đi làm ăn xa, việc nhẹ, lương cao, thì hãy tin rằng đó là một cái bẫy. Bởi không một doanh nghiệp chân chính nào lại có thể trả lương hậu hĩnh cho những công việc nhàn hạ. Đừng dễ tin vào những lời chào mời hấp dẫn trên mạng xã hội. Thay vào đó, hãy tham khảo thông tin tuyển dụng từ những trung tâm giới thiệu việc làm, các thông báo tuyển dụng của những doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và đáng tin cậy.